Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp cùng Kisato. Thưa quý vị, với đời sống ngày càng phát triển thì nhu cầu về không gian sống của các gia chủ ngày càng nâng cao ạ. Bây giờ một công trình nhà xây dựng nên thì không những là đáp ứng về nhu cầu nghỉ ngơi an dưỡng của gia chủ mà nó còn phải thể hiện được cá tính, phong cách và đặc biệt là vị thế của gia chủ nữa. Thì ngày hôm nay Phương Nga trong video clip này sẽ đưa quý vị đi khám phá và tham quan một ngôi biệt thự 3 tầng theo phong cách tân cổ điển, rất là sang trọng và đã thể hiện được một cái đẳng cấp của gia chủ sở hữu nó. Đó chính là anh Ngọc Anh, và công trình này của nhà anh thì nằm tại phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình. Và ngay sau đây thì hãy cùng với tôi khám phá chi tiết ngôi nhà này có gì đặc biệt. Anh ơi, hôm nay Kisato rất vui khi mà quay trở lại thăm công trình nhà mình và có chút món quà nhỏ tặng. Cảm ơn gia đình ạ. Dạ vâng, gia đình cảm ơn công ty. Vâng ạ. Anh ơi, công trình nhà mình thì hoàn thiện thời điểm nào đấy ạ? Công trình thì hoàn thiện được 6 tháng rồi ạ. À vâng. Mình nhà mình là vào ở được nửa năm rồi đấy. Vâng, vâng đúng rồi ạ. Vâng, thì cái công trình nhà mình đầu tiên thì ai liên hệ thiết kế đấy ạ? Cái này là do bố em liên hệ tới công ty. À vâng. Còn do gia đình là cũng tìm hiểu công ty được một thời gian, cũng tìm hiểu công trình trên kênh truyền thông là YouTube với lại Facebook. Ừ. Thì cũng được biết là công ty Kisato cũng có nhiều công trình xây dựng rất là tốt, cho nên là mình cũng liên hệ luôn. Vâng, thế thì công trình mà sau khi mà hoàn thiện xong thì ngắm nhìn công trình thực tế so với bản vẽ ban đầu ấy, thì anh có hài lòng với vẻ đẹp của ngôi nhà mình không? Mình rất hài lòng chứ, bởi vì là ngôi nhà mình xây lên thì cũng hài lòng, kèm theo là từng cái chi tiết của công ty ấy đề ra ấy là mình gia đình cũng tuân theo cái bản vẽ. Đúng rồi. Còn cái thợ xây ở bên gia đình mình tuyển ấy thì làm cũng rất là tuân theo bản vẽ. Vâng, kèm theo là mình ưng ý, gia đình ưng ý. Thế thì thợ xây đọc bản vẽ cũng không gặp khó khăn gì đúng không? Không, đúng rồi. Bản vẽ rất là dễ hiểu. Vâng, chi phí mà hoàn thiện ngôi nhà mình mà không kể nội thất thì nhà mình hết bao nhiêu ấy? Khoảng hơn 2 tỷ. 2 tỷ, dạ vâng. Một công trình rất là ấn tượng này với mức chi phí đó thì hoàn toàn là xứng đáng. Thì lát nữa thì Phương Nga sẽ xin phép gia chủ là đi quay và chia sẻ lại với quý vị. Ngày hôm nay thì rất là vui được quay trở lại theo công trình nhà mình. Và lát nữa thì em cũng xin phép sẽ đi quay lại công trình vâng. Của nhà mình để chia sẻ với quý vị khán giả. Cảm ơn vâng, anh Ngọc vâng. Anh lô đất mà anh Ngọc Anh sở hữu ban đầu thì có kích thước hình dạng khá là vuông vắn thưa quý vị, với cái phần chiều ngang là 7,75m và chiều sâu là 15,85m. Tuy nhiên thì phần mặt tiền chúng tôi đã không phát triển hết và phần chiều ngang của công trình để xây dựng nhà mà có để chừa lại một khoảng phần diện tích ở phía bên tay trái công trình với cái phần chiều ngang là khoảng 2,5m để làm sân cho cô gia chủ, để đây sẽ là một vị trí để gia chủ có thể để xe máy ở đây. Có thể nói là căn biệt thự này gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vẻ sang trọng và tráng lệ của nó. Ngôi biệt thự 3 tầng đẹp này thì được trang trí rất là tinh xảo bởi những cái họa tiết hoa văn hết sức là chuẩn mực đã được các kiến trúc sư của Kisato dày công nghiên cứu để mà đưa vào ngôi nhà này, tạo nên một cái bản vẽ thiết kế công trình hết sức là tỉ mỉ để dành tới cho các bác thợ có thể dễ dàng nghiên cứu và làm nên được một cái ngôi nhà thực tế như thế này. Và sở hữu cái màu trắng là màu sơn tổng quan của ngôi nhà thì đã giúp cho công trình hiện lên tăng thêm cái sự kiêu sa của nó. Ở phía bên ngoài thì
Ngôi nhà được phát triển hài hòa là sự phối kết hợp của các cái hình khối vuông vắn cùng với lại những cái hình khối bo tròn là những cái nét đặc trưng của phong cách châu Âu, phong cách tân cổ điển của ngôi biệt thự này. Tuy nhiên thì nó không quá là rườm rà mà các kiến trúc sư cũng đã giản lược bớt một số những cái chi tiết để mà vẫn đảm bảo được cái sự sang trọng cho cái nét đơn giản của ngôi biệt thự này và vẫn đảm bảo được cái tính tân cổ điển của công trình. Hệ thống cột vuông hai bên của công trình nhà này thì đã được các kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế rất là chắc chắn và khỏe khoắn. Và trên thân cột thì được trang trí thêm những cái đường kẻ chỉ lõm rất là độc đáo và tăng thêm cái điểm nhấn của ngôi nhà này. Với cái chi tiết hoa văn được sơn màu nhũ vàng ở trên đỉnh ngôi nhà như thế này thì càng làm tăng thêm cái sự nổi bật của công trình và là một cái nét độc đáo riêng của ngôi nhà ạ. Toàn bộ phần cửa của ngôi nhà này thì đều được gia chủ sử dụng chất liệu, đấy là cửa gỗ lim Nam Phi, rất là chắc chắn và sang trọng theo phong cách tân cổ điển của ngôi nhà. Và ngôi nhà này thì cũng đã được các kiến trúc sư phát triển hai lối đi, một lối đi từ không gian sảnh chính bước vào không gian phòng khách và một lối đi phụ ở phía bên cạnh kết nối từ phần sân để xe lên tới phòng bếp ạ. Từ phần nền vỉa hè cho tới nền sảnh chính thì đã được bố trí thiết kế là 3 bậc đi lên để tôn thêm chiều cao của ngôi nhà này. Và sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng tiến vào bên trong của công trình này. Sẽ còn rất rất nhiều những điều thú vị ở phía bên trong chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị ạ. Với diện tích một sàn sử dụng của công trình nhà anh Ngọc Anh là hơn 120m² và phát triển lên 3 tầng thì các kiến trúc sư của Kisato đã sắp xếp và bố trí các cái công năng hết sức là khoa học, đáp ứng được đầy đủ nhu cầu sử dụng của gia chủ, không những là đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi mà còn phục vụ những cái nhu cầu khác liên quan đến ngành nghề hiện tại mà gia chủ đang công tác và làm việc. Thì ngay sau đây Phương Anh sẽ chia sẻ chi tiết tới quý vị. Hiện tại thì tôi đang đứng trong không gian phòng khách của công trình nhà anh Ngọc Anh nằm tại ngay tầng 1. Và đi từ sảnh chính bước vào thì chúng ta sẽ tiến ngay vào không gian phòng khách rất là rộng rãi này với cái diện tích là hơn 34m². Ban đầu theo như nhu cầu mà gia chủ trao đổi với chúng tôi thì mong muốn là tại tầng 1 không gian này sẽ sử dụng cho mục đích kinh doanh. Tuy nhiên thì sau này khi mà xây dựng công trình thực tế thì gia chủ đã thay đổi và đã biến không gian tại tầng 1 này trở thành không gian phòng khách luôn. Thì ở đây gia chủ đã đặt một bộ bàn ghế gỗ tiếp khách rất là đồ sộ, quý vị có thể thấy tương ứng với cái kích thước phòng khách mà gia chủ đang sở hữu. Và chất liệu từ bộ bàn ghế này là làm từ gỗ hương đá rất là sang trọng và chắc chắn. Phía đối diện là phần đặt phần kệ tivi ốp sát vào với vách tường ở đằng sau. Bên cạnh thì có chi tiết đồng hồ gỗ trang trí cũng rất là sang trọng. Trên trần nhà quý vị có thể ngắm nhìn thêm khá là kỳ công bởi các cái chi tiết thiết kế họa tiết hoa văn xung quanh trần nhà và chính giữa ngôi nhà. Rất là kỳ công và tỉ mỉ từ các kiến trúc sư của chúng tôi đã tạo nên những cái đường nét này. Và trần nhà thì được thiết kế theo phong cách là trần thạch cao dệt cấp. Với cái phong cách những cái đường nét này thì càng làm tôn thêm cái phong cách tân cổ điển của ngôi nhà này. Và ở tại không gian phòng khách này thì cũng có được bố trí một cái ô cửa sổ kích thước lớn như thế này ở phía bên cạnh để lấy thêm ánh sáng và không khí từ phía bên ngoài. Và bên trong không gian luôn luôn được thông thoáng. Hệ cửa chính ở đây thì đã được phát triển hai hệ cửa. Một là hệ cửa đi thẳng vào phòng khách và một phần cửa ngách ở phía bên cạnh sẽ đi vào lối đi ở bên cạnh không gian phòng khách, đi thẳng xuống tới phía đằng sau của công trình này. Ngăn cách giữa không gian phòng khách với lại không gian ở phía đằng sau là bởi hệ cầu thang dẫn lên các tầng. Và ở phía gầm cầu thang này thì gia chủ cũng đã tận dụng diện tích để những cái vật dụng không cần đến. Và ở đây thì cũng sử dụng để giá giày dép luôn. Ở phía đằng sau này thì như chúng tôi có chia sẻ với quý vị ngay từ ban đầu, đấy là ngoài việc đáp ứng các cái công năng về mục đích nghỉ ngơi, ăn uống cho gia chủ thì các kiến trúc sư cũng đã sắp xếp phần công năng phục vụ cho cái công việc trực tiếp hiện tại của gia chủ hiện nay. Thì từ phòng khách đi xuống phía bên dưới, đầu tiên thì chúng ta sẽ rẽ sang phía bên này, đó là phòng không gian phục vụ cho mục đích dạy học của vợ của anh Ngọc Anh. Thì diện tích của căn phòng này là rơi vào khoảng 19m² và có ô cửa sổ ở phía cuối chúng tôi đã bố trí để đảm bảo không gian luôn luôn được thông thoáng ở trong này. Và bên này thì đó là không gian bếp ăn.
có tổng diện tích là 18,49 m². Và trên trần nhà tại không gian bếp này thì cũng được đồng nhất phong cách với lại trần ở ngoài phía phòng khách, đó là trần thạch cao giật cấp, và xung quanh cũng đã có trang trí những cái đường nét hoa văn rất là cầu kỳ theo cái phong cách tân cổ điển. Và từ không gian phòng bếp này thì cũng có một cái lối đi phụ ra không gian sân ở bên ngoài, thêm một cái lối đi nữa để mà khi mà nhà chúng ta có khách thì sẽ thuận tiện để di chuyển theo lối này, đảm bảo cái sự riêng tư. Nhà vệ sinh sử dụng chung cho tất cả các thành viên cũng như là khách khứa đến thăm nhà tại tầng 1 thì được đặt ở phía cuối này, rất là gọn gàng và kín. Ở phía đằng sau này là không gian sân ướt của gia chủ và cũng có một cái ô cửa để nối thông ra cái phần đằng sau. Và sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục di chuyển lên tầng 2 để khám phá thêm cái phần công năng ở trên tầng 2 của ngôi nhà này. Công năng trên tầng 2 của ngôi nhà nhà anh Ngọc Anh thì đã được các kiến trúc sư bố trí. Công năng bao gồm là một không gian phòng phục vụ làm sân chơi cho em bé của nhà anh, cùng với lại hai phòng ngủ ở phía đằng sau. Thì từ cầu thang rẽ bên tay trái thì chúng ta sẽ tiến vào không gian phòng được sử dụng ở đây để phục vụ cho cái sự các cái hoạt động giải trí của em bé nhà anh Ngọc Anh. Thì ban đầu ở đây sẽ là phòng khách, tuy nhiên thì sau khi phòng khách được đưa xuống dưới tầng 1 thì ở trên này hiện tại gia chủ đã để trống và phục vụ cho cái hoạt các cái hoạt động vui chơi của em bé. Thì ở đây quý vị có thể thấy là có xe ô tô này, rồi là có cái phần những cái đồ chơi xung quanh như thế này. Và ở đây thì sẽ là có cửa, có view nhìn ra hồ ở trước nhà rất là đẹp, nên là đứng ở tầng 2 để có thể ngắm được toàn bộ khung cảnh phía bên ngoài, rất là tuyệt vời ạ. Và ngăn cách giữa khu vực này với lại khu vực ở phía đằng sau thì gia chủ đã tiếp tục sử dụng chi tiết hệ lam gỗ như thế này, và tận dụng là sẽ ở đây sẽ là kệ để rượu, vừa có mục đích là trang trí, vừa có mục đích là ngăn cách hai không gian, tạo nên cái sự tinh tế và riêng tư cho ngôi nhà. Và sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục khám phá ở công năng ở phía dưới này, bao gồm là hai phòng ngủ. Từ cầu thang rẽ bên tay phải thì chúng ta sẽ tiến vào không gian phòng ngủ lớn ở trên tầng 2 với cái diện tích là 19,03 m². Và các kiến trúc sư thì luôn luôn đảm bảo là không gian căn phòng phải được thông thoáng và đã có bố trí một ô cửa sổ ở phía bên cạnh. Toàn bộ chi tiết nội thất trong căn phòng này gia chủ có chia sẻ với chúng tôi, chất liệu là từ gỗ gõ. Và một căn phòng ngủ khác có diện tích nhỏ hơn nằm ở phía bên cạnh. Đây ạ, đây là không gian phòng ngủ có diện tích nhỏ hơn là hơn 11 m², và có phần cửa kết nối ra không gian ban công ở trên tầng 2 ở phía bên cạnh này. Và đứng ở đây thì cũng có thể ngắm nhìn được toàn bộ view ở phía bên ngoài công trình và hướng được ra phía hồ ở trước nhà, rất là đẹp và tuyệt vời. Nhà vệ sinh sử dụng chung cho tất cả các thành viên trên tầng 2 thì tương tự như tầng 1 cũng được sắp xếp gọn gàng ở phía cuối hành lang như thế này ạ, rất là riêng tư. Và sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục di chuyển lên tầng 3 để khám phá nốt những cái công năng khác mà các kiến trúc sư đã bố trí cho gia chủ. Trên tầng 3 thì các kiến trúc sư đã bố trí công năng bao gồm là hai phòng ngủ, một khu vực phòng thờ và một khu vực sân phơi, cùng với lại một sảnh sinh hoạt chung. Ở trên tầng 3 thì đầu tiên trên từ cầu thang rẽ bên tay trái chúng ta sẽ khám phá không gian phòng thờ đầu tiên ạ, ở phía cuối hành lang. Phòng thờ này thì có diện tích là 13,61 m² và có cửa mở ra ban công ở trên tầng 3, nhìn ra phía khung cảnh bên ngoài của ngôi nhà. Và ở đây thì bàn thờ gia chủ đã đặt theo hướng là phù hợp theo phong thủy của mình, theo cái sự tư vấn của các kiến trúc sư của Kisato. Hai bên thì anh cũng đã trang trí bằng hệ lục bình gốm như thế này, cũng rất là đẹp và đảm bảo cái phần không gian tâm linh thờ cúng ở căn phòng này. Và đi xuống phía gần với lại cầu thang là đó là không gian phòng ngủ bé ở trên này, với cái phần diện tích là rơi vào khoảng 13 m², gần 13 m² ạ. Và ở đây thì có phần cửa sổ ở phía bên cạnh như thế này để đảm bảo cái sự thông thoáng cho căn phòng. Từ cầu thang rẽ bên tay phải thì chúng ta sẽ tiến vào không gian phòng ngủ thứ hai ở trên tầng 3 này, với cái phần diện tích là cũng rơi vào khoảng 12-13 m² và có ô cửa sổ ở phía bên cạnh nhìn ra không gian đằng sau của ngôi nhà.
Và đây là quý vị đang được ngắm nhìn cái không gian sảnh sinh hoạt chung ở trên tầng 3 của công trình này. Và ở đây thì gia chủ đã tận dụng đặt bộ bàn ghế từ công trình nhà cũ ở đây và phần tủ ở đây. Dù là những cái đồ này từ công trình nhà cũ, tuy nhiên thì cái tính năng sử dụng của nó vẫn đảm bảo và đặt ở đây thì vẫn vô cùng là hợp lý, đúng không ạ? Và từ không gian sảnh sinh hoạt chung này thì chúng ta cũng nhìn thẳng ra phần ban công ở trên tầng 3 của công trình này. Nhìn thẳng ra phần hồ, thưa quý vị, cảnh rất là đẹp. Và ở phần ban công thì gia chủ cũng đã tận dụng đặt những cái chậu cây cảnh ở đây để đảm bảo cái cảnh sắc thiên nhiên cho công trình nhà mình. Và cuối cùng ở trên tầng 3 này, ở không gian phía cuối này sẽ là không gian nhà vệ sinh sử dụng chung ở bên cạnh để đặt ở đây. Và phía đối diện đó là phần sảnh sân phơi đặt ở phía cuối này. Đứng ở đây gió rất là mát. Thưa quý vị, như vậy là vừa rồi Phương Nga đã chia sẻ chi tiết tới quý vị một mẫu biệt thự tân cổ điển 3 tầng của gia đình nhà anh Ngọc Anh tại thành phố Ninh Bình. Với cái mức chi phí anh có chia sẻ ngay từ đầu, đấy là hơn 2 tỷ không bao gồm nội thất ạ. Nếu như mà quý vị cảm thấy công trình này phù hợp theo cái sở thích của mình, mong muốn cho ngôi nhà mơ ước trong tương lai của quý vị cũng có cái phần thiết kế tương tự và khổ đất mà quý vị đang sở hữu cũng có cái phần đặc điểm kích thước gần giống như nhà anh Ngọc Anh thì có thể liên hệ ngay tới Kisato để nhận thêm cho mình những cái sự hỗ trợ trực tiếp từ phía các kiến trúc sư. Chúng tôi luôn luôn chờ những cuộc gọi từ quý vị ạ. Và mọi thông tin thắc mắc thì có thể liên hệ tới hotline chúng tôi đính kèm ở phía dưới video clip này hoặc là comment ở phía dưới để chúng tôi có thể trả lời trực tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip chia sẻ những mẫu nhà đẹp khác.